trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Bắc mắc thoái hóa cột sống. Thoái hóa cột sống là một thuật ngữ trong y khoa, dùng để chỉ tình trạng viêm và tổn thương tại xương cột sống. Đây là một bệnh lý mãn tính, có đặc trưng tiến triển chậm, tăng dần về mức độ, biểu hiện qua triệu chứng và có tỷ lệ mắc cao trên nhiều đối tượng. Tổn thương trong bệnh thoái hóa cột sống cơ bản là sự lão hóa của đĩa đệm và sụn khớp, gây viêm, sưng, đau, làm biến dạng cột sống, hạn chế chức năng vận động xương khớp. Trong bệnh thoái hóa cột sống, phổ biến hơn cả là thoái hóa cột sống cổ C5, C6, C7 và thoái hóa cột sống thắt lưng L4, L5 hoặc L5S1, do đây là những vị trí cột sống chịu áp lực lớn từ trọng lượng cơ thể, nhất là mỗi khi vận động, di chuyển. Tùy vào vị trí mắc bệnh mà tổn thương cơ bản, triệu chứng hay mức độ ảnh hưởng của bệnh lý có những đặc trưng riêng. Thoái hóa cột sống nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, tổn thương rễ thần kinh, gây rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn đại tiểu tiện, biến dạng cột sống, chèn ép tủy sống, gây yếu liệt cơ và các chi, thậm chí là gây tàn phế. Một số yếu tố có tính chất đẩy nhanh quá trình gây bệnh này bao gồm: 1. Người bệnh có tiền sử từng bị chấn thương nặng ở cột sống, đã từng phẫu thuật cột sống, do nhiều nguyên nhân thì khi về già dễ bị thoái hóa tại chính vùng tổn thương cũ. 2. Lao động nặng nhọc, quần vác nặng, bê vác nhiều, xách nặng, làm các động tác đột ngột lên vùng xương khớp, lâu ngày, các áp lực này sẽ gây tổn thương tại sụn khớp, đĩa đệm. 3. Tư thế sinh hoạt không khoa học, ngồi quá lâu ở một tư thế, ngồi vắt chéo chân, nằm nghiêng sang một bên thuận cả đêm, không trở mình, lâu dần, gây ra những thói quen xấu ở xương khớp và gây ra những tổn thương âm thầm. 4. Lười vận động, khiến xương khớp kém linh hoạt do quá trình tuần hoàn máu, trao đổi chất từ xương khớp bị suy giảm. Điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa trong tương lai. 5. Ăn uống thiếu chất, ăn nhiều đồ ăn nhanh, không ăn rau củ, uống nhiều nước ngọt, tiêu thụ nhiều đường, bia, rượu. 6. Di truyền, nhiều nhà khoa học cho rằng yếu tố di truyền trong gia đình có người mắc bệnh xương khớp cũng quyết định đến khả năng xương khớp bị thoái hóa ở thế hệ sau. Do đó, không hiếm trường hợp mới sinh ra đã có hệ xương khớp lỏng lẻo hơn bình thường. Thưa quý vị, đây là căn bệnh thường gặp nhưng không phải ai cũng biết điều trị đúng cách và hiệu quả. Thông thường, người bệnh hay tìm đến thuốc Tây như là biện pháp đầu tiên mà không biết rằng việc sử dụng thuốc Tây lâu dài sẽ dẫn đến những biến chứng như suy gan, suy thận. Phương pháp cấy trị là một trong những phương pháp hàng đầu hiện nay. Đây là phương pháp lành tính, an toàn, không để lại biến chứng, đã và đang được các bệnh nhân hết sức. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy trị rất hiệu quả này. Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.